Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị ảnh cặp đực ha. Đó, thì nói chung thì cặp đực này thì cũng lứa bò cô chú chị. Đó, bò thì nói chung thì lụng 8 tháng 8 tháng rưỡi bò rồi. Đó thì nói chung thì hai con bò này thả luôn nè cô chú chị. Đó, nhưng mà nói chung thì em đo phỏng phỏng ha, không hơi xa. Đó, bò này thì nói chung thì em đo thì nó tầm 1m2 trở lên hết cô chú chị. Đó, nhưng mà nói chung thì đo nó cũng không có chính xác không. Nhưng mà em quan sát thì nó tầm khoảng 1m2 trở lên hết á. Đó thì cặp đực kem này thì chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì cô chú chị. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà bán giá là 27 triệu. Đó, 27 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng cứ liên hệ số điện thoại để tung hình. Em nói hai con này mặt mày đều tướng tá dáng dốc thì rất khéo bò cô chú chị. Đó, tướng tá cặp mình dáng dốc rất khéo bò luôn, chân móng là chân móng sò, xương sắp rất to ha. Đó, mặt là mặt bự mặt cục không nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó, mặt mày em nói con nào cũng lấy vàng đòn nó thì khỏi nói luôn, xương sóc thì rất to luôn. Đó, 27 triệu là bao ship nha. Con nào cũng lấy đít nở dây nở nè, mà con coi cái dàn dai của nó là lưng nè. Đó, hết biết con bò này không? Con này cái hết biết luôn nè cô chú chị, mặt mày đóng rất khéo luôn ha. Đó, xương sóc thì khỏi nói đi. Đây, cái dòng F2 là xương sóc thì khỏi nói luôn, thì hiện tại nó chưa rụng mà có lông máu cô chú chị. Đó, lụng lông máu ra thì nói chung thì nó cũng bóng giận ha. Đó thì tính ra thì có 13,5 con mà bao ship luôn. Đó là con nào ưng mình xin tới xin lưu cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Em nói hai con này cái dàn đòn nó thì khỏi nói luôn, con nào mấy bít nở dài nở của chú gì. Đó, con cái thì nó chưa, nói chung thì mình nuôi lớn lên thì nó cứ thay lông thì lông mứt rượt. Nó thay dần lông lên thì lông nó mứt rượt rồi cô chú chị. Đây, chân móng xương sóc nè. Đó, nhìn đít nè. Đó, thì nói chung thì đó, chiều cao nó thì em phân mỏng ra xa thì nó độ 1m2 tới lên hết. Con này chắc 1m2 mấy bò, con này 1m2 mấy bò cô chú chị. Đó, con này mình tô tới tô luôn mình xem cho kỹ đi. Đó, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua ha. Đó, còn nào giá cả không hợp lệ thì bà con mình để kiếm con khác. Đó, bà con nào mình thích F2 thì mình mua cái cặp này về nè cô chú chị. Em lấy cặp này xuống bò dữ lắm. Nhưng mà cái con mà màu này nè, con này thì nó dư hơn con này chắc khoảng 2 chấm bò. Đó, tướng tá cắp mầm chân móng nè, khỏi nói luôn. Đó, mà được con cái thì mặt mày con nào cũng lấy thì mặt mày khỏi nói đi. Đó, con này thì nói chung thì cũng đít nở dài nở nè. Đó, con nào cũng lấy cái dần đít bản đùi lớn, đít to ha. Đó, 27 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Thì bà con nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại của tầng hình. Đó, còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em cái nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Tướng tá cấp mình dáng dốc nè, con này máy rất dây bò luôn cô chú chị. Mặt mày lưng nè. Đó, em đứng xa em lấy hết tướng hai bò cho bà con mình coi, con nào lấy được con cái dàn đòn nè, khỏi nấu luôn. Hai con này nó chắc rất là đó, rất là xứng bò luôn cô chú chị. Đó thì bà con mình ưng thì tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Đó, nào thiệt giá cả hợp lệ thì mua ha. Tướng tá cấp mình nè. Đó, em nói chung thì cũng lứa bò rồi. Đó, 8 tháng rưỡi bò hết rồi. Mà có 27 triệu à. Đó, hai không thực nữa em mới bán muốn cỏ với bê luôn cô chú chị. Đó, bán muốn cỏ với bê luôn. Đó, 27 triệu là bao ship ha. Đó thì em kênh săn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa thì 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò cho béo bò sinh sản là hay con giờ có ưng thì điện cho em ha. Đây, chân móng nè. Chân móng là chân móng sò, mặt mày nè. Đó, không ổ xe là xuống trúng xuống ruột gì. Đó thì tức khi mua bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò tức khi đóng tiền để mình kiểm tra có bú giò bú cẳng hay không. Có thùng đúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó thì hình ảnh về giá cả cặp đực khóc kem này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong. Rồi bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.